Ngày 9 tháng 6, Đài Loan tăng mới 72.921 ca nhiễm trong nước. Mặc dù ca nhiễm giảm nhẹ nhưng số ca tử vong lại tăng cao tới 211 ca, lập kỷ lục mới. Trong số ca nhiễm cũng có tới 575 ca nhiễm mức độ trung bình và nặng. Tuy nhiên, 6 thành phố lớn có chiều hướng giảm, đặc biệt Đài Bắc, Tân Bắc và Đào Viên giảm rõ rệt. Tại Bắc Bộ, ha, tại 3 đô, ha, cơ bản là nó có một cái, ha, chẩn lực, ha, tương đối là hàng ngày đều từ 11-12, ha, đến 17, nên là cơ bản là ta thấy nó đang giảm dần. Sau ca nhiễm, trẻ em đầu tiên mắc hội chứng viêm đa hệ thống được điều trị tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan. Bệnh viện Đại học Y Đài Bắc cũng tiếp nhận một bé trai 5 tuổi rưỡi khoảng 1 tháng sau khi nhiễm COVID có triệu chứng sốt cao 40 độ và đau bụng, đã bị suy tim khi được đưa tới bệnh viện. Rất may sau khi áp dụng các biện pháp khẩn cấp đã hồi phục và được xuất viện. 眼睛会红，然后高烧，那吃退烧药没有什么效果。那最重要，他还会有腹痛，然后会拉肚子。 Phó trưởng Ban ứng biến Y tế, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch La Nhất Quân nhắc nhở, trong vòng 6 tuần sau khi nhiễm COVID, trẻ em và thanh thiếu niên nếu có các triệu chứng kéo dài gồm đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa, da nổi mẩn, mắt đỏ ngầu và chóng mặt thì phải đưa đi khám ngay lập tức. Do ảnh hưởng bởi mưa kéo dài, đoạn từ Chín Hứa đến đường Phù Sinh, tuyến quốc lộ Nán Hứng bị sạt lở đất đá, từ thứ Tư đã được dự báo sẽ tạm ngừng lưu thông. Mưa to kéo dài khiến đường nhựa ở thôn Ta Chí, xã Bảo San, huyện Tân Trúc bị sạt lở một mảng lớn, cột điện bị xô nghiêng và bị mất điện mất nước tạm thời. 4 hộ dân ở khu vực này không thể ra vào vì diện tích sạt lở lớn cũng gây nguy hiểm cho các hộ dân. Bản lái sự nhỏ nhỏ đe lệ vấn, rồi sau đó tan tha, đến hiện tại hoàn toàn vô pháp, không nói gì về xe cộ, nhân viên cũng hoàn toàn vô pháp. Nên theo nó tiếp tục trong quá trình tình huống, tiếp theo là vấn đề nhân mạng. Ngoài ra, mưa to cũng gây tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc. Hiện trường tai nạn mọi thứ hỗn loạn, có tới mấy chiếc xe to đâm vào nhau tới mức thân xe bị biến dạng. Trên mặt đất linh láng, dầu ăn bị vương vãi. Vào 4 giờ sáng ngày 9 tháng 6, tại đoạn đường có biển báo km số 226,7 thuộc địa phận Nam Đầu đi theo hướng lên phía Bắc của tuyến quốc lộ số 3. Một chiếc xe con bị nghi là mất lái do trời mưa, đường trơn trượt, khiến cho 4 chiếc xe tải đầu kéo cỡ lớn phía sau và xe chở hàng đâm vào nhau. Một chiếc xe khác cũng bị ảnh hưởng. Tai nạn này khiến một người chết và ba người bị thương. Theo Cục Khí tượng Trung ương cho biết, mặc dù ngày 9 tháng 6 đã dỡ bỏ dự báo mưa to, nhưng vùng duyên hải thuộc Tây Bán Bộ Đài Loan vẫn có mưa lớn cục bộ. Những người lái xe đi ngoài đường hoặc lên núi vẫn cần chú ý an toàn. Các phòng tiệc lớn vắng tanh vắng ngắt, dịch bệnh tại khu vực Trung Nam Bộ đang lên đến đỉnh điểm, nhưng hoạt động của ngành ăn uống lại rơi xuống vực thẳm. Một chủ khách sạn tại Đài Trung cho biết, phòng tiệc nhiều lúc cả tháng không ai đặt bàn, năm nay doanh thu tụt giảm tới 90%, chi phí một tháng phải mất 5 triệu đài tệ, hiện vẫn cố cắn răng chịu đựng. Theo thống kê, ngành nhà hàng khách sạn hiện có 3.152 nhân viên bị cắt giảm giờ làm, cũng tức là nghỉ không lương, lập kỷ lục cao nhất trong năm nay. Tại khu vực Trung Nam Bộ, nơi dịch bệnh đang nóng lên, đã có một khách sạn và một chuỗi nhà hàng lầu thông báo cho tổng cộng khoảng 300 nhân viên nghỉ không lương. Bộ Lao động đã khởi động biện pháp phụ đạo và trợ cấp. Doanh nghiệp ngành ăn uống thừa nhận năm nay phải đối diện với thử thách chưa từng có từ trước tới giờ, nhưng vẫn chưa nhận được bất kỳ biện pháp hỗ trợ cụ thể nào từ chính phủ, chỉ mong dịch bệnh dần ổn định. Ngoài ra, hy vọng đến mùa hè, nguyện vọng chi tiêu của người dân tăng cao giúp xoay chuyển tình hình kinh doanh. Ngày 7 tháng 6, Ngân hàng Thế giới công bố báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất, dự đoán tăng trưởng toàn cầu năm nay sẽ chứng lại ở mức 2,9%, giảm 1,2% so với dự báo trong tháng 1, gần như giảm xuống chỉ bằng một nửa mức 5,7% của năm ngoái. Nguyên nhân là do dịch bệnh và cuộc chiến Nga-Ukraine khiến tình trạng lạm phát đình trệ của thập niên 1970 có nguy cơ tái diễn, e rằng cũng vì lý do này mà sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu bị chứng lại, thậm chí xảy ra suy thoái kinh tế. We currently face macroeconomic challenges, including unacceptable levels of inflation. Lấy ví dụ nước Mỹ, trong mấy tháng gần đây, chỉ số vật giá tiêu dùng luôn duy trì ở mức trên 8%, cao nhất trong 40 năm nay. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thừa nhận một năm qua đã đánh giá sai tình hình lạm phát. Tại phiên điều trần của Ủy ban Tài chính Thượng viện hôm thứ Ba vừa qua, bà dự đoán lạm phát sẽ vẫn ở mức cao. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ áp dụng nhiều đợt tăng lãi suất để chống lạm phát.